ý. Tung tăng đi chơi và lạc vào trong khu vực huyền bí, thì bất ngờ đã xuất hiện một con rồng con, và rồi cả hai trở thành một đôi bạn thân rất thân với một cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem một cái video ngắn mà Quốc Anh đã làm 3D animation từ AI ha. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái hướng để mà làm 3D animation, mà làm một cái video như vậy. Thì đầu tiên thì mình sẽ vào trong Midjourney và mình sẽ tạo ra những cái hình ảnh từng cái scene của mình đã nghĩ ra trong một cái câu chuyện ha. Thì trong ở phần này các bạn nhìn thấy ha, rồi sau đó mình sẽ download về những cái hình ảnh này để mình làm. Nếu bạn lần đầu xem video ở trên kênh Quốc Media thì các bạn nhớ đăng ký để ủng hộ cho cái kênh Quốc Media mình có nhiều video nữa nha. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu với một cái tool đó là Runways. Thì trong cái tool này thì chúng ta sẽ mở ra và các bạn đăng ký một cái tài khoản free. Thì trong cái tool Runways này thì nó có rất là nhiều tính năng, test to video và animate to video. Thì trong phần này mình sẽ click vào chọn là animate to video. Trong cái này thì mình sẽ upload cái hình ảnh mà mình gen ra từ Midjourney để mình tạo ra một cái video từ hình ảnh đó. Các bạn thấy khá là hay không? Rồi mình click vào generator thì cái bức ảnh này nó sẽ gen. Các bạn đợi trong một thời gian nha. Ok, thì như vậy là nó render ra và mình bấm play. Wow, khá là tuyệt vời. Nó hoạt cảnh của một cái nhân vật character này ở trong cái bối cảnh này rất là tuyệt vời ha. Thì mình click nút download về, chúng ta sẽ download về máy tính. Rồi mình sẽ review lại ha. Mình bấm nút view all và view to màn hình và mình xem ha. Khá là tuyệt vời ha. Các bạn thấy hồi xưa mình làm 3D animation thì làm rất là cực, làm một tuần mới ra được một cảnh như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục một cái cảnh khác để các bạn xem nha. Ví dụ mình click vào cái cảnh này. Ok, lock lên. Rồi mình sẽ chọn gen ray hình ảnh. Thì đối với cái này thì nó là đợi trong chốc lát nha. Thì để cho nó gen ra thành video, mình xem thử như thế nào. Ok, bấm play nào. Rồi, wow, các bạn thấy chưa? Thì đây là một cái bối cảnh, một cái animation rất là khớp giữa hai nhân vật Dragon và một cậu bé nha. Thì mình thấy là khá là ok. Thì mình sẽ download xuống nha. Rồi, ok. Vậy các bạn làm tương tự như vậy thôi. Và mình sẽ download xuống. Rồi sau đó mình sẽ đến cái bước tiếp theo nữa là mình sẽ qua bên một cái trang VBs. Cái trang này là một cái tool này để mình làm test thành voice. Mình sẽ dẫn dắt một cái kể một cái câu chuyện, cái voice từ cái đoạn video mình mới tạo xong ha. Mình sẽ chọn ra những cái voice phù hợp và mình sẽ tí tung tăng đi chơi và lạc vào khu rừng huyền bí. Một điều bất ngờ đã xuất hiện. Oa, một con rồng con. Và rồi cả hai trở thành đôi bạn thân rất thân với những cuộc phiêu lưu kỳ thú phía trước. Rồi, mình bấm nút download để download xuống. Và bên qua bên CapCut thì đây là mình sẽ chọn tất cả những cái bối cảnh này để mình edit lại final từ hình ảnh video audio. Tung tăng đi chơi lại lạc vào trong khu rừng huyền bí, thì bất ngờ đã xuất hiện wow một con rồng con, và rồi cả hai trở thành một đôi bạn thân rất thân với một cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú. Rồi thì như vậy các bạn thấy mình đã edit từ cái CapCut tất cả mọi thứ nó editing final lại ha. Bây giờ mình sẽ kích vào nút xuất và mình sẽ đặt cái tên cái tiệp của video này story body animation ha. Rồi cái độ phân giải để cho 320 và mình chọn xuất. Thì CapCut nó xuất cùng render video edit thì cũng khá là nhanh ha các bạn.
Rồi, ok, mình sẽ tải xuống ha. Rồi, xong rồi. À, bây giờ mình sẽ review lại cho các bạn xem tăng một lần đi nữa nhé. Chơi và lạc vào trong khu rừng huyền bí, điều bất ngờ đã xuất hiện. Wow, một con rồng con, và rồi cả hai trở thành một đôi bạn thân rất thân với một cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú. Rồi, ok, thì như vậy là cái video này hướng dẫn cái quy trình để mà tạo ra cái video 3D animation đã xong. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn nhớ nhấn subscribe cái kênh của mình nhé. Video này đã kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thông tin của nội dung video này hay thì các bạn like, subscribe kênh Cuộc Media để ủng hộ tinh thần cho mình ra thêm nhiều video nữa nhé. Phía dưới video mình luôn để đường link để chia sẻ cho các bạn những thông tin và những chương trình hữu ích về hướng build và phát triển ứng dụng Mobi App. Các bạn có thể click vào để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã dành hết thời gian để xem video này. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.